Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 1.800 zon. Chương trình AirDrop này limit 10k member nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mình mở trong chat chatbot nữa. N 10 người các bạn. Đây thứ hai một tiếng Anh và tiếng Tàu, các bạn chọn tiếng Anh nha các bạn. Rồi. Đây profile chọn sao. Giờ này nước cấp cha hình thức mới các bạn. Rồi. Sau khi xong thì các bạn join xong thì các bạn bấm vào một nào ta, một interface email nè các bạn. Các bạn để địa chỉ email của mình nha các bạn. Nguồn AirDrop này AirDrop mới. Rồi tiếp tục các bạn follow join vào kênh group nữa nè. Rồi bạn meetup lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh Telegram nữa nè. Hai kênh nè. Rồi bạn meetup lên nè. Rồi sao nữa ta? Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn đã cho anh xào ấy gấp đi các bạn. Sao các bạn hỏi bấm vào một hôm thứ các bạn. Cũng vậy luôn. Rồi các bạn bỏ qua tiếp tục bạn follow Twitter nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn follow Twitter và retweet tweet nè. Các bạn nhấp vô đây nè. Trên tài Twitter thì bạn theo dõi các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tweet bị giết cái game nè, các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Đây thì nó không yêu cầu mình khai báo username Telegram các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Bot mới. Tweet Twitter, rồi tiếp tục bạn gỡ đường link Twitter nha các bạn. Bạn nhấp vào bao cánh cùng, nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào bao cánh cùng nè, bạn chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép nè. Để mình coi được bao nhiêu ca các bạn. 15k thôi làm luôn đi. Biết đâu random sao các bạn. Rồi bạn nhắn vô đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter tiếp tục nữa. Follow. Rồi bạn nhắn vô đây follow dán nữa các bạn. Rồi bạn theo dõi nè. Rồi bạn mới đáp lại nè. Các bạn retweet bài viết này nè. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nha các bạn. Sau khi tweet lại xong thì các bạn bấm Twitter profile link. Nó kêu gửi một link. Cái này nó yêu cầu gửi đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn copy lên đường link profile Twitter của mình chỗ này nè, trên cùng nè các bạn. Phan các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào submit page 20 address nè. Rồi các bạn điền địa chỉ BNB trên giấy chút collect nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB mình nè, page 20 nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục các bạn việc lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè. Mỗi lượt ghép bạn sẽ nhận được 330 zone khoảng 1 đô bấm balance. Mình đã nhận được vì suýt một balance, mình đã nhận được 1.200 zone rồi các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.